Xin chào anh chị đang theo dõi kênh Nhà đất Đồng Nai của em Sinh Lê. Hôm nay thì em Sinh Lê đang có mặt tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để đi review cho các anh chị một cái khu nhà vườn tọa lạc ngay vị trí này luôn ha. Cái khu vườn hôm nay em Sinh đi review là có tổng diện tích là 1.100 m² nha anh chị. Đây cái khu vườn mình ở đây ha, đã được chủ xây bao rào xung quanh và làm cổng cũng tương đối rất là kiên cố. Vị trí này thì là điện lưới quốc gia, internet vào tận nơi ha. Đây là cái cột điện nhà nước nha anh chị. Đó. Và cái vị trí đất của mình thì cách cái đường bê tông phía trước em Sinh á, là nó chỉ rơi vào tầm khoảng là 40 mét thôi ha, là mình ra đường bê tông phía trước rồi. Và đất của mình á, là bám mặt tiền đường phía trước là được 24 mét nha anh chị. Bắt đầu từ cái giáp danh cây măng cụt ha, cây măng cụt ở đây chạy ngang qua bên này đó, cái bờ rào ha là 24 mét nha anh chị. Và chạy sâu vào á, cái cạnh bên đó chạy sâu vào á là 46 mét ha. Và cái cạnh cái chỗ cây măng cụt kia chạy sâu vào á là 65 mét nha anh chị. Xung quanh thì đã được xây bao rào và răng lưới B40 rồi ha. Đây bây giờ thì em sẽ dẫn các anh chị mình vào thăm vườn ha. Vị trí cái vườn này á thì anh chủ anh đang ở trên Sài Gòn. Thật sự đây là cái khu vườn mà anh rất là tâm huyết ha, đầu tư rất là nhiều và cũng có thuê luôn một cái anh ở lại để giữ vườn nữa ha. Đó, ở trong là có một cái nhà tôn ở giữa vườn thì anh ấy giữ vườn, tưới nước, tưới cây anh chị ha. Ở vườn ở đây á, thì chủ yếu là chôm chôm và măng cụt nha anh chị. Chôm chôm và măng cụt này thì anh chủ anh đã trồng được tầm khoảng 10 năm, hơn 10 năm rồi ha. Và hiện tại đã cho thu hoạch rồi nha anh chị. Bây giờ á, thì em chỉ thấy là anh ấy trồng xen kẽ thêm một số cái cây, cái này là cây cái sầu riêng ha. Đây, tại vì cái chất đất ở đây tương đối rất là tốt nha, có pha đất đỏ cho nên là trồng sầu riêng, trồng trái cây rất là hợp nha anh chị. Vị trí ở đây thì em thấy là bao quanh xung quanh luôn có rất là nhiều vườn trái cây, chứ không phải riêng vườn nhà mình ha. Xung quanh ở đây là có rất nhiều vườn trái cây luôn. Chủ yếu là ở xa ha, ở trên Biên Hòa, trên Sài Gòn. Người ta ai cũng vậy, cũng mong muốn có một cái vườn á để mình cuối tuần mình về đây mình chơi, mình nghỉ dưỡng, mình hoặc là có những anh chị thì mình lo xa đến lúc tuổi già là mình mới mua về, đến lúc mà mình lớn tuổi á, mình không thích cuộc sống xô bồ ở trên Sài Gòn nữa thì mình về đây mình an cư ha. Nhưng mà do cái điều kiện tài chính bây giờ đang rất là khó khăn cho nên là anh chủ anh nữa gọi cho bên chỗ em Sinh và nhờ em Sinh đi quay và bán giùm ha. Đây em đi sang hướng bên này em quay cho các anh chị xem ha. Ở đây thì có trồng thêm xen kẽ là bưởi. Và anh coi vườn này á thì anh có trồng thêm một dàn này là dàn mướp nha anh chị. Đó. Nhìn cái phong cảnh nó rất là quê hương ha. Ở đây thì có thêm một số cây chua nữa nè để nấu canh nữa ha. Đó. Em nhìn thấy ở đây là có một cái đồ nướng rồi nè. Này chắc là để cuối tuần hoặc là lúc nào có bạn bè vô đây nhậu hay là nướng ha. Đây vị trí này thì có giếng khoan ha. Có giếng khoan và đồng hồ điện có sẵn nha anh chị. Đây và cái nhà tạm của anh các anh ở lại coi vườn ha. Anh ở lại đây luôn và coi vườn luôn cho các anh chủ ha. Đó cái vườn rất là dễ thương. Đây, ở phía sau đất của mình thì nó tới đây thôi nha anh chị. Ở phía sau đây á thì em thấy là có thêm một cái dàn này là dàn mướp đắng nữa ha. Đó. Có nuôi gà nữa này anh chị. Trời ơi nhìn nó quê hương quá chừng luôn. Đây có thêm một cái hồ. Cái hồ này em nghĩ chắc là để chứa nước mưa, mình tận dụng, mình làm mình tận dụng nước mưa mình tưới vườn luôn. Ở phía sau đất của mình thì là tới đây ha. Cái phía sau của mình á thì ngang là 21 mét nha anh chị. Đó bắt đầu từ cái góc bên kia ha. Chạy qua cái góc trong cùng là 21 mét nha anh chị. Ở phía sau cái vườn của mình á thì là có nhà hàng xóm người ta cũng tới đây người ta trồng trồng chôm chôm, trồng măng cụt nữa ha. Anh chị nào mà sau khi xem cái video em Sinh quay mà mình ưu thích cái khu vườn này á thì cứ gọi cho em Sinh nha. Tại cái vị trí này đi lại cũng rất là thuận tiện nha anh chị. Nó cách cái trục đường chính DT769 á là chỉ có hơn 1 km thôi là các anh chị ra ngay chỗ nhà thờ Minh Tiến này. Ở đó thì có ngay chỗ trạm xăng dầu luôn ha. Trạm xăng dầu Tiến Nghĩa là ngay đầu đường tỉnh lộ DT769. Những tiện ích sống xung quanh cái đầu đường DT769 là đầy đủ nha anh chị. Ở đó thì có trường học từ hệ mầm non cho tới hệ cấp 2 và
có chợ, có nhà thờ, có giáo xứ, có đầy đủ những cái tiện ích sống phục vụ cái nhu cầu cho bà con cái khu vực này ở. Thứ hai nữa là cái vị trí này di chuyển lên cái điểm lên xuống cao tốc Dầu Dây, các anh chị đi thành phố Hồ Chí Minh á cũng rất là gần, chỉ tầm khoảng 3 km thôi là các anh chị ra ngay cái điểm lên xuống ngay chỗ xa lộ 25 á, thì nó cách vị trí đất của mình chỉ có 3 km thôi ha. Cái thời gian di chuyển thì cũng tầm khoảng là 5-10 phút thôi. Rồi các anh chị thuận tiện để di chuyển lên Biên Hòa, di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì anh chị nào mà mình xem cái vườn em Sinh quay á, mình yêu thích thì mình cứ alo cho em Sinh ha. Em Sinh sẽ dẫn các anh chị đi xem đất, xem vườn thực tế. Hoặc là anh chị nào mà cần những cái thông tin gì thì cũng cứ gọi cho em Sinh ha. Bây giờ thì em Sinh sẽ bay một đoạn live cam cho các chị quan sát được toàn cảnh cái khu vực này nha. Trước màn hình anh chị đang theo dõi thì đây là khu công nghiệp Dầu Dây ha. Khu công nghiệp Dầu Dây thì cách vị trí đất của mình tầm khoảng là 6 km nha anh chị. Và đây là tuyến đường tỉnh lộ DT769 nha anh chị. Đây là tuyến đường nối từ ngã tư Dầu Dây chạy ra ngã ba Lộc An, chỗ quốc lộ 51 ngoài Long Thành ha. Thì từ ngã tư Dầu Dây mà mình đi vào tới đất của mình thì mình đi đường tỉnh lộ DT769 này ha. Thì ngay cái chỗ đất của mình á, là có cái sông, không có cái cầu qua, thì mình phải chạy lại cái chỗ này ha. Mình đi cái con đường mi này. Con đường mi này thì là đường hiện hữu, và đường này là đường 5m nha anh chị. Ngay cái con đường mi này thì có cái cầu bắc qua sông ha. Thì mình qua cầu mình chạy vào đất của mình. Thì từ cái đường tỉnh lộ DT769 này vào đất của mình á, thì chỉ có hơn 1 km thôi nha anh chị. Và đây là ngay trung tâm của xã lộ 25 nha anh chị. Đây là nhà thờ giáo xứ Minh Tiến ha. Thì xung quanh cái khu vực này thì đầy đủ những tiện ích sống nha anh chị. Mình đi ra ngay cái trung tâm xã lộ 25 này á, là 3 km là đầy đủ chợ, trường học, đầy đủ ha. Cái vị trí đất của mình á, thì nó nằm cũng rất là gần cái cao tốc Dầu Dây đi thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị. Đây chính là điểm xuống cao tốc nha anh chị nhé. Cách đất vị trí đất của mình chỉ là khoảng 3 km thôi ha. Và ngay cái chỗ đất của mình á, thì toàn bộ cái khu dân cư ở đây á, là được đổ bê tông hết rồi. Và từ cái đất của mình ra đường bê tông á, thì nó chỉ là 40 mét thôi nha anh chị. Và đây là cái con đường mi mà mình đi từ DT769 đi qua nha anh chị. Đi qua tới đây thì mình gặp đường bê tông ha. Mình anh chị có thể rẽ trái sang bên này cũng được, là mình qua đất của mình. Đó, cái đường bê tông bên kia ha. Còn không á thì anh chị chạy lên đây là mình rẽ ngay cái chỗ đường bê tông này cho nó sạch ha. Mình rẽ ngay đường bê tông này, sau đó là mình đi vào đất của mình, là toàn bộ đường bê tông hết luôn nha anh chị nhé. Đó. Vị trí ở đây thì xung quanh dân cư ở cũng có ở đầy đủ hết rồi, nhưng mà chưa có đông và cũng chưa có dày đặc nha anh chị. Từ vị trí cái đất của mình cách khu dân cư hiện hữu á, thì nó rơi vào tầm khoảng là 500m nha anh chị. Đây, em sẽ bay lại cái vị trí đất cho anh chị mình quan sát được kỹ hơn nhé. Xung quanh đất của mình á, thì em thấy là có rất là nhiều nhà vườn nha anh chị. Nó rất là thích hợp cho anh chị nào mà mình muốn có một cái nhà vườn nghỉ ngơi được yên tĩnh ha. Cây cối xung quanh nhiều, khí hậu mát mẻ. Gần đất của mình thì có một cái con suối rất là lớn nha anh chị. Cách đất của mình tầm khoảng 50 mét thôi ha. Thì có một con suối rất là lớn, nên anh chị nào mà muốn về đây nuôi chim yến cũng được luôn nha. Đó, một cái vị trí đầy đủ những cái tiện ích sống xung quanh, trong cái vòng bán kính là 3 km là đầy đủ, khí hậu ôn hòa, đất đai thì màu mỡ, rất thích hợp cho anh chị nào có nhu cầu về đây làm vườn hoặc là làm nhà vườn ha. Anh chị nào mà quan tâm thì cùng em tìm hiểu cái file quy hoạch và cái file vị trí map để mình biết thêm về cái vị trí này nhé. Đây là cái file quy hoạch lô đất vườn mà hôm nay em Sinh đang đi review cho anh chị mình xem nhé. Thì đất của mình thuộc tờ 4 thửa 289 với tổng diện tích là 1.101 m², và cái vị trí này tọa lạc tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai nha anh chị. Đất của mình á, thì là quy hoạch đất cây lâu năm và tiếp giáp với đường giao thông của nhà nước, và đường trước mặt là đường thông nha anh chị. Mặt trước là 24,3m ha, mặt sau là 21,6m, chiều dài á, thì một cạnh là 45,9 và một cạnh là 56,5 nha anh chị. Thì do cái mặt trước của mình nó hơi xéo cho nên là nhìn nó dài hơn, chứ thực chất đất của mình là vuông chung anh chị nhé. Cái vị trí đất của mình á, thì nó nằm cũng rất là gần cái con suối lớn đây nha anh chị nhé. Và đây là cái bộ quốc phòng lên nha anh chị. Vị trí đất của mình á, thì nằm cũng rất là gần cái khu quy hoạch Phủ Hồng, khu dân cư ở đây ha. Và nằm rất là gần cao tốc
Đặc biệt thì nó cũng nằm rất là gần cái điểm lên xuống cao tốc Dầu Giây đi thành phố Hồ Chí Minh đây nha anh chị. Cách cái vị trí đất của mình thì chỉ là 3 km thôi. Thì anh chị nào mà quan tâm thì cùng em tìm hiểu trên cái file vị trí map nhé. Và đây là cái vị trí trên file map mà em Sinh đang đi review cho anh chị mình xem nhé. Thì trên map nó ghi là vườn chôm chôm sinh thái nha anh chị. À, đây là con đường bê tông ha. Vị trí đất của mình nằm rất là gần đường bê tông. Và cách cái khu dân cư hiện hữu ở đây á, là chỉ tầm 500 m thôi nha anh chị. Ngay ngã tư đường là có cái quán tạp hóa đây rồi ha. Thì đây là tuyến đường DT769 nha anh chị. À, từ vị trí đất của mình á, mình đi ra ngay ngoài đường DT769, mình ra đường này á là chỉ có hơn 1 km thôi nhá. À, nhưng mà nếu mà mình đi đường bê tông đường này nó sạch sẽ hơn thì nó phải hơn 2 km. Đây, em sẽ chấm map cho anh chị quan sát trực tiếp luôn nhé. À, em đo trên map là 2,6 km nha anh chị. Nói chung là mình di chuyển là tầm hết 6 phút thôi ha. Và cái vị trí đất của mình á, nó cũng nằm rất là gần cái điểm lên xuống cao tốc Dầu Giây đi thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị. Đây, em chấm map cho anh chị quan sát luôn. À, em đo trên map ở đây thì nó ghi là 7 km nha anh chị. À, cái thời gian di chuyển là hết tầm khoảng 15 phút nha. Bây giờ thì em sẽ đo cái khoảng cách từ đất của mình ra khu công nghiệp Dầu Giây ha. Để mình coi cái khoảng cách nó đi lại như thế nào anh chị nhé. Mình đo cho chính xác luôn. À, từ đất của mình ra khu công nghiệp Dầu Giây là hết 5,3 km thôi nha anh chị. À, cái thời gian mình di chuyển thì tầm khoảng 10 cho tới 15 phút thôi ha. Cũng rất là gần khu công nghiệp. Rất là thuận tiện cho công ăn việc làm anh chị nhé. Em sẽ đo cho các anh chị quan sát từ đất của mình ra sân bay Long Thành nhé. Thì em sẽ chọn ngay cái giao điểm giữa tỉnh lộ DT769 và đường cao tốc. Thì nó ra là 28 km nha anh chị. À, cái khoảng cách đi lại nó cũng rất là gần. Nếu mà vô trung tâm sân bay thì nó rơi vào tầm khoảng là 35 km ha. Và bây giờ thì em sẽ đo cái khoảng cách từ đất của mình lên công viên Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa. Là nó ra 42 km nha anh chị. À, cái thời gian mình di chuyển là hết tầm khoảng 1 tiếng hơn 1 tiếng đồng hồ thôi ha. Nói chung là nó cũng rất là gần nha anh chị. À, bây giờ một cái khoảng cách nữa em đo cho anh chị xem. Đó là từ đất của mình lên công viên Suối Tiên thuộc thành phố Thủ Đức. Là hết 49 gần 50 km nha anh chị. À, cái thời gian mình di chuyển thì tầm khoảng 1 tiếng cho tới 1 tiếng rưỡi nha anh chị. Sau khi mà anh chị quan sát cái video em Sinh đi review á, thì anh chị cũng thấy là cái vị trí đất của mình thì nó cũng nằm rất là gần đường lớn và giao thông đi lại cũng rất là thuận tiện. Và đường toàn bộ là đường 5 m trở lên cho nên là xe hơi, xe tải vào tới đất thoải mái nha anh chị. À, cái vị trí này thì nó cũng rất là gần cái điểm lên xuống cao tốc, thuận tiện cho anh chị mình di chuyển lên những thành phố lớn như là Biên Hòa và Sài Gòn ha. À, cái khoảng cách đi lại thì cũng chỉ tầm khoảng là 1 tiếng, hơn 1 tiếng đạp xe thôi là mình tới nơi rồi. Và cái khu vườn này thì anh chủ anh đang mong muốn bán với mức giá là 1,6 tỷ và có thương lượng nha anh chị. À, ở đây thì nói chung là nó cũng không có mắc, nhưng mà nếu mà rẻ thì nó cũng không có rẻ. Với cái giá 1 tỷ 6 thì có sẵn một vườn trái cây, người ta đã chăm sóc rất là kỳ công và có sẵn đồng hồ điện cũng như là giếng khoan đầy đủ hết rồi. À, sổ hồng thì có sẵn luôn. Thì anh chị nào mà quan tâm thì cái IP trực tiếp cho em vào cái số điện thoại là 0985 747 863. Em sẽ dẫn các anh chị mình đi xem đất và xem vườn thực tế nhé. Em xin cảm ơn và xin chào các anh chị ạ.